Rồi xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha anh em. Tiếp tục clip bán máy cũ hôm nay là bây giờ là buổi tối rồi nha. Sáng nay mình lu bu quá không có clip ha. Chiều tối giờ mình lên clip này giới thiệu cho anh em. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 nha, 356 356 nha anh em. Có trong cái bảng nhỏ nha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cặp trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel nha. Những anh em mà chuyển khoản thắng thì mình bao ship nha. Còn cặp tiền thì anh em vui lòng cộng thêm phí ship cho mình từ 35 tới 40.000 tùy theo khu vực gần xa nha anh em. Tiền cặp thì từ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Mình thì ship code toàn quốc, cứ tới nơi kiểm tra máy thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper nha. Rồi con máy đầu tiên hôm nay một con Redmi 4X anh em, Xiaomi nha. Xiaomi Redmi 4X. Con này ngoại hình thì lưng sau có xuất sắc này. Đó, nhám này nọ. Đánh giá tầm 95-96 thôi nha. Kính 12 cộng lông mèo. Con này màn hình 5 inch, RAM 332, pin 4001 nha anh em. Redmi 4X ha. RAM 332, nói chung là chức năng còn ok. Redmi 332. Rồi, em này để cho anh em giá 950 nha. 950k, kèm sạc dán cường lực cho anh em đầy đủ nha, trước khi gọi máy nha. Ok. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A20 màu đỏ nha, máy ring. Máy ring nguyên. Lưng sau thì có xước xước nhám nhám này, do xài ốp lưng nha. Máy ring thì lâu ngày nó không phải xước rồi, không thể nào như bóc hộp được. Con này màn hình 6.4 nha anh em, RAM 332, pin 4000. Đó, kính đã dán cường lực rồi. Chức năng full. Máy đẹp nha. Còn đánh giá tầm 97, lưng kính thì 99, mà lưng sau thì 96-97 thôi. Samsung A20 màu đỏ nguyên zin. A20 RAM 332 nha anh em. Con này để anh em giá 2.4 triệu nha. 2.4 triệu kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là mình về được hai con iPhone 5 SE. iPhone 5 SE 32GB. Con này là rất gold nha, con màu hồng, còn con này là màu bạc nha, tránh bạc. Máy đẹp 97.8 nha. 97.8%. Đó là mình nói khiêm tốn nha, có khi hơn luôn. Nhưng mà đúng là phải 99. 89 luôn. Máy quá đẹp. 32GB nha. Máy full quốc tế cho anh em reset thoải mái nha, bao quốc tế trọn đời. Bao quốc tế trọn đời nha. Máy thì chức năng full. Nói chung là quốc tế full, nó thẳng vậy. Đó, cả sao thì nói vậy nha. Cho dễ hình dung. Chức năng là ok hết nha, con tay vân chân đầy đủ nha. Giấu con tay nè, ok hết ha. 32GB. 32GB anh em. Full con tay vân chân. Các kiểu full quốc tế luôn. 32GB giá 1950 nha anh em. 1.950.000 kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ nha. 1990 nhưng mà để anh em 1950 thôi. Ok nha anh em. Tiếp theo cho anh em làm con Oppo F9 màu xanh. Oppo F9 màu xanh. Con này đánh giá thì vỏ nó không có được đẹp nha. Kính camera hơi trầy. Màu máy nguyên zin. Có bộ F9 RAM 464 nha anh em. Màn hình 6.3, pin 3.5. Kính đại dán cường lực rồi, nói chung là đẹp. Kính cái lực đẹp nha. Màn dưới ta có đốm nhẹ, đốm góc nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể nha. Mình nói cho nó rõ ràng vậy thôi chứ chả đáng kể gì. Nguyên zin đẹp, rất là đẹp. Có bộ F9 RAM 464 nha anh em. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Có bộ F9 chức năng full nha. Con này ra đi cho anh em giá 1.9 triệu nha anh em. 1.9 triệu nha. Sườn vỏ thì có xuất sắc rồi. 1.9 triệu. Nói chung không có ken đâu, đánh giá tầm 96 thôi. Kính trước là 98-99, còn lưng 96 thôi nha. 1.9 triệu. Samsung A8 màu gold bản hàng một con, lưng sau xuất sắc nhẹ, kính có lông mèo và cộng một trước giữa màn, đại dán cường lực rồi. Con này RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.6, pin 3.000. Một sim nha anh em, bản hàng nha. Chức năng full, bỏ sim vô là xài thôi. Samsung A8. Ok nha, con này ra đi cho anh em giá 2.3 triệu. 2.3 triệu kèm sạc dán kính nha. Samsung A30. A30 vỏ xấu nha anh em, vỏ sale là có xuất sắc như clip này. Đó. Con này RAM 332 nha, màn hình 6.4, pin 4000. Kính đẹp nha, kính đẹp 97-98, lưng sale xuất sắc, không có ken, máy ring, được cái nguyên ring.
chức năng thì ok. A30 có sức nhẹ. Con này ra đi cho anh em giá 2.6 nha. 2.6 kèm sạc gian kính. Samsung A70 màu đen, lưng có xuất sắc, nguyên zin, lưng xe đánh giá tầm 96-97, kính 89 nha, kính thì quả khen nha, nguyên zin nha. Con này màn hình 6.7 nha anh em, RAM 6 bộ nhớ 128, pin 4.500. Chức năng full, rất là ok. A70 con này để anh em giá 3.8 nha, 3.8 kèm sạc để giá cả lực luôn. Samsung A20s, Samsung A20s máy nguyên zin, vỏ đánh giá tầm 97, màn hình 6.5 nha anh em, RAM 332, pin 4.000. Này kính thì đã giá cả lực rồi, mình sẽ dán lại con này, sẽ lột lực ra dán lại cho anh em nha. Ok, sạc bên nha, kính rất đẹp, màn nguyên zin, máy zin từ A tới A luôn. A20s RAM 332, RAM 332, màn hình 6.5, pin 4.000 nha. Con này để anh em giá 2.6, 2.6. Một con G7 màu xanh đen, bán hàng luôn. Con này bán hàng nha, máy đẹp tầm 97-98 nha, nguyên zin. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3.300. Kính đại giá người lực rồi, nguyên zin, bỏ sim là xài một sim nha anh em, bán hàng. Chức năng ok nha. Quanh 7 Galaxy G7 Rim, 1.6 nha anh em. Oppo A53 máy riêng đẹp tầm 97-98. Oppo A53 nha, lưng sau có nhâm nhâm này, nhẹ thôi, tầm 97. Kính trước thì ken rồi, 99 luôn. RAM 4 bộ nhớ 128, màn hình 6.5 nha, pin 5.000. Máy cực đẹp, nguyên riêng, chức năng full nha. A53 máy ok nha anh em. Oppo A53 con này ra đi cho anh em giá 3.2, 3.2 kèm sạc chắc là luôn. Samsung A71 màu xanh nguyên zin, lưng sau đánh giá tầm 95-96, camera đây có những vết trầy hay là ốp ốp nha anh em, nó bị nứt nứt nhẹ đây, lưng xuất sắc nha. Được cái kính keng sao em, kính đã dán lực rồi, đẹp keng. A71 con này RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em, màn hình 6.7 pin 4.500, màu xanh, màn cực đẹp luôn, nguyên zin nha anh em. A71 con này để anh em giá của nó là 5.3 nha, 5.3. A71 xanh nguyên zin. Oppo F1S nguyên zin, bán nội địa nha. RAM 4 bộ nhớ 32, nội địa nó RAM 4 32 nha anh em. Máy đẹp 98 nha. Màn hình 5.5, pin 3075. F1S này đó, màn sáng đẹp nha, nguyên zin. Chức năng thì khói vàng nha anh em, quá ok. F1S RAM 4 32 này. Con này để em giá 1550, 1550 kèm sạc gian kính nha. Đây, một cặp ha. Còn một cặp. Cái này là kính guarantee nha, anh em lột ra nha. Đó. Lột ra leo mới keng nha. 1550. Tiếp theo là con Samsung A10. Con này nắp sau thay mới rồi anh em, nắp sau thay mới nha. Màn ring nha. Đó, A10, màn hình 6.2, RAM 232. Pin 3.400. Sáng đẹp ha. Thì vào mới cho anh em rồi, chức năng thì ok. Samsung A10 RAM 2 bộ nhớ 32GB. A10 để anh em giá 1.7 nha, 1.7 kèm sạc gián lực nha. Có bộ A83 máy nội địa luôn, A83 5.7 nha,
RAM 332, pin 3180. Đấy, Galaxy còn đẹp keng luôn. Đây, coi có hình máy cho chuẩn lại luôn. 332 chính xác. A83T. Wi-Fi các kiểu ok. Bán nội địa nha anh em. Màn chụp càng cực đẹp luôn. Con này em giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu kèm sạc gian kính nha anh em. Samsung A30. Samsung A30 nhưng mà con này bán RAM 4 anh em. RAM 464 nha, màn hình 6.4, pin 4000. Con này RAM 4 chứ không phải RAM 3 nha. A30 nhưng mà bán này cao cấp. Lần sau đánh giá tầm 96-97. Kính trước là tầm 98 hay 99 luôn. Từ guarantee còn ha, guarantee còn. Anh em mua thì mình lột miếng dán ra, mình dán cửa lột lại cho anh em. Nói nguồn lên luôn. A30 riêng nguyên. Con này đến em giá của nó 2.9 triệu nha, 2.9 triệu kèm sạc dán cửa lột cho anh em luôn nha. Tiếp theo là một con Samsung A71 màu đen. Nắp sau đẹp cũng tầm 97 thôi. Kính đại nhãn lực đẹp keng. Máy nguyên zin. Ok nha. Chức năng full nha, A71. Con này giá 5.3 triệu nha anh em, 5.3 triệu. Kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Hãy chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha anh em. Hẹn anh em clip ngày mai.